Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trị khi bị con bọ mò nó chui vào cái bộ phận nhạy cảm ở trên cơ thể người, nhất là trẻ em mà đi vào những cái nơi có gà hay là nơi bẩn ấy. Đấy là rất hay bị con bọ mò nó chui vào người nó cắn. Ở trên con gà thì các bạn cũng thịt gà các bạn để ý rồi đúng không? Nó hay bâu vào những cái chỗ như là cái bắp đùi này hay cái bẹn của con gà đấy rất là nhiều. Mà con này nó vào nó cắn thì ngứa đừng có hỏi luôn. Mình nhớ hồi còn bé mình có đưa cái thằng em nó đi chơi ở chỗ để câu cá, thì chỗ đấy này nó lại vào đúng cái chỗ cái nhà ăn của công ty đấy, cái công ty nó ở gần nhà mình ấy, thế là mình vào đấy câu cá thì cũng không biết chỗ đấy nó để gà, thế vào đấy ngồi câu về tối nó có cái thằng em nó có hàng mười mấy con nó chui vào trong chim ấy, nó cắn đỏ rực cái lên đấy. Nếu mà các bé nhà bạn mà có bị thì chúng ta chuẩn bị cho mình cái nọ dầu cao sao vàng như này. Đấy, các bạn bỏ ra nhá, đây nhá. Các bạn chỉ cần quét một cái lớp mỏng thôi, các bạn bôi lên những cái chỗ mà con bọ mò nó đang tạo hố ở đấy. Các bạn bôi một lớp mỏng lên. Vì da trẻ con nó rất là mỏng nên các bạn bôi nhiều quá thì nó sẽ tổn hại đến da và cái bộ phận nhạy cảm. Đấy. Các bạn chỉ cần bôi vừa đây con bọ đỏ nó sẽ rụng ra và chết. Chứ còn nếu cái chúng ta mà sử dụng tay hoặc dùng cái gì đấy để gảy cái con bọ đỏ ra thì không thể gảy được, nó chỉ có hỏng hết thịt thôi. Nên cái nọ dầu cao này thì nó rất là tốt nên là mình lúc nào có ở trong nhà. Mấy video mình có hướng dẫn rồi đấy thì áp dụng được rất là nhiều thứ. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình để mình có thêm nhiều động lực hơn nữa để làm ra những video tốt hơn để phục vụ mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.